Chào các bạn, hôm nay một buổi sáng rất là tuyệt vời, ánh nắng đổ ra rất là tuyệt vời. Mình muốn chia sẻ với bạn một cái ý tưởng ra khởi nghiệp là chúng ta hãy hình thành cho chúng ta một cái ban cố vấn, gọi là cái ban cố vấn chung quanh mình. Nói từ cái từ ban cố vấn để các bạn biết thôi, chứ còn nó là một cái mà chúng ta hình thành cho chúng ta chung quanh chúng ta một cái môi trường á, các bạn ạ. Vì sao chúng ta phải làm nó như vậy các bạn? Ông bà ta hay nói mà, chúng ta hay nghe mọi người nói mà, nếu mà các bạn không biết nhậu mà các bạn chơi với năm thằng bạn nhậu thì tương lai bạn trở thành gì à? Tương lai bạn trở thành bọn nhậu. Bởi vì sao ạ? Vì năm bạn đó nó huấn luyện cho bạn hàng mỗi ngày, nó tích lũy cho bạn một chút xíu, sau này bạn trở thành bọn nhậu, bởi vì bạn bạn thừa hưởng bằng rút kinh nghiệm của tới năm thằng kia. Vậy thì khi mà bạn muốn ra kinh doanh, bạn muốn khởi nghiệp, bạn muốn làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp mà bạn không biết cách bắt đầu từ đâu, thì một cách rất là đơn giản là bạn chơi với năm thằng bạn nó đã kinh doanh giỏi thì như thế nào ạ? Mỗi ngày nó sẽ giúp cho bạn một chút xíu, theo thời gian thì bạn sẽ giỏi. Vậy thì hôm nay mình nói cho các bạn một cái khái niệm là hình thành ban cố vấn. Thì người thành công á, chắc chắn á, ở xung quanh họ họ có những người bạn rất là thành công. Thì những cái người bạn đó, những người thầy đó, những người họ chơi, những mối quan hệ đó vô hình trung trở thành một cái ban cố vấn cho họ. Vậy thì cái người thất bại cũng vậy, họ cũng đang hình thành cho họ một cái ban cố vấn các bạn, mà cái ban cố vấn nó giúp cho họ thất bại. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Những cái người bạn của họ là những người hay đi nhậu nhẹt, những cái người mà hay đi ngồi ganh tị người khác, những cái người làm biếng, ok, những người làm không ra tiền, những người luôn ngồi rên rỉ than thở, và các bạn chơi với những con người đó thì họ trở thành những cái ban cố vấn cho bạn. Những cái cách nào để chúng ta hình thành cái ban cố vấn đó thì nó rất là dễ. Thứ nhất á, là ban cố vấn số 1 đó là sạch. Các bạn muốn ra khởi nghiệp, trong nhà bạn, các bạn biết ở nhà mình có cả một cái thư viện các bạn không ạ? Sách sách là một trong những cái ban cố vấn, là những người thầy nó quá tuyệt vời. Các bạn không biết về bán hàng thì các bạn phải có những cái quyển sách bán hàng trong nhà bạn. Các bạn không biết về lãnh đạo thì các bạn phải có những quyển sách lãnh đạo trong trong nhà bạn. Các bạn không biết cách làm sao để khởi nghiệp thì các bạn phải có những cái quyển sách. Ví dụ mình thấy cái quyển sách mà các bạn phải sở hữu đó là quyển sách Vượt biển lớn của mình. Các bạn cứ lên Google, các bạn search Vượt biển lớn, hoặc lên trang Tiki, các bạn mua Vượt biển lớn, hoặc các bạn inbox cho mình thì các bạn sẽ mua quyển sách đó về các bạn đọc. Hoặc là cái quyển sách Mỗi ngày một chút thôi của mình, các bạn mua những quyển sách đó các bạn bạn đọc, thì các bạn sẽ ngộ ra rất là nhiều điều đó. Đó là cái điều thứ nhất mà mình phải nói là các bạn cần phải có, chứ không phải như người thất bại là ở trong nhà họ họ có nguyên cả một cái tủ rượu. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Hoặc là trong laptop của họ, trong máy tính họ là họ có nguyên cả một cái bộ sưu tập chơi game, hết game này tới game kia tới game nọ. Các bạn nhận ra điều này chưa? Hoặc trong danh bạ của họ là có list một cái quán nhậu, list hỏi họ cái quán nhậu nào là họ biết liền. Thì họ cũng hình thành cho họ những cái đó, nó không có giúp cho cái tư duy chúng ta nó pha triển được. Cái ban cố vấn thứ hai mà các bạn phải hình thành đó là các bạn có cho mình những cái người thầy, những cái người chia sẻ, những cái người chia sẻ. Cái ông trời đã phú cho họ cái khả năng đó, họ có những cái khả năng rất là tuyệt vời, họ có khả năng nhìn nhận đánh giá vấn đề rất là tốt. Có một lần có một người người bạn hỏi mình rằng là tại sao mình ra mình đứng cà lăm mà mình vẫn làm chia sẻ được. Mình kêu cái này mình cũng không hình dung được, và mỗi lúc mình làm thì mình mới ngộ ra, và mình nghĩ là đây là cái thiên phú trời cho thôi, chứ mình cũng không có biết được tại sao mình làm được cái này. Bởi vì sao ạ? Mình nói là mỗi khi mà mình đứng lớp mình chia sẻ cho bạn là tự nhiên nó có một cái dấu hiệu gì ở trong con người mình đó, và nó cảm giác mình bắt nhịp, mình bắt được cái vấn đề của bạn nó nhanh lắm. Nên những người mà họ có cái năng khiếu chia sẻ, các bạn các bạn cứ nói gì đi nói không biết, chứ những cái người đó họ đang có một khả năng rất là đặc biệt, giống như trời cho họ vậy đó. Vậy thì các bạn phải cần có chứng minh mình có mối quan hệ những cái con người rất, rất rất là tuyệt vời đó, họ sẽ chia sẻ cho bạn những cái cách tư duy, những cái bí quyết, những cách thức các bạn làm. Cái bạn cố gắng thứ ba đó là những người nào ạ? Là những cái người bạn xung quanh mình, những cái người kinh doanh rất là giỏi. Họ truyền cho mình những cái lửa, những cái nhiệt huyết, những cái khát khao, cách họ quản lý nhân viên, cái cách làm sao để họ đạt được cái doanh số đó, nó rất là tuyệt vời. Ok,
cái thứ năm là những cái hội nhóm, cái thứ tư là những cái hội nhóm, những cái hội hội đoàn mà các bạn cần phải kết nối. Vậy thì các bạn thấy từ bao mà nếu bạn hình dung đi, bạn thử hình dung đi, chung quanh bạn hàng ngày bạn có những quyển sách rất là tuyệt vời. Trong nhà mình là có sách Steve Jobs nè, sách Bill Gates nè, sách của Warren Buffett nè, sách của Richard Branson nè, sách của tỷ phú Vikram của tập đoàn Amata Thái Lan nè, tay không sử dụng cái đồ đó, sách của Lý Hoàng Diệu nè, các bạn thấy không sách của Donald Trump nè. Trong nhà mình có những cái quyển sách đó, các bạn toàn là những cái quyển sách của những người rất rất là tuyệt vời, bởi vì sách của Napoleon Hill này, bởi vì sách của Jim Rohn này, các bạn vô đây này, bởi vì mình xem những người đó như là những vị cố vấn của mình. Vậy thì bây giờ các bạn hãy bắt đầu đi, các bạn hãy hoàn thành cho mình, các bạn cố vấn đi. Muốn ra khởi nghiệp thì các bạn phải có những người cố vấn khởi nghiệp rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hãy hành động đi các bạn ơi, đừng có suy nghĩ nhiều.